Sáng nay tại khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi, phường Vĩnh Tân, thành phố Thường Uyên, văn phòng tỉnh ủy Thủ dầu 1, phân khu ủy, phân khu 5, gọi tắt là đơn vị C10, đã tổ chức buổi họp truyền thống lần thứ 17. Tham dự buổi họp mặt có nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao cùng nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ. Tại buổi họp mặt, các đồng chí trong ban liên lạc đơn vị C10 đã cùng tự hào ôn lại những kỷ niệm thời kháng chiến, Tháng 5 năm 1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hóa, Thái Nguyên. Từ đó hệ thống văn phòng cấp ủy từ tỉnh đến huyện thị cũng từng bước được hình thành, đã phục vụ đắc lực cho các cấp ủy trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc. Dù có thay đổi tên gọi từ văn phòng tỉnh ủy Bình Dương đến văn phòng phân khu ủy, phân khu 5, văn phòng phân khu ủy Thủ Biên rồi trở lại là văn phòng tỉnh ủy Thủ Dầu Một, lúc nào văn phòng cấp ủy cũng đứng vững trên vị trí chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đến ngày toàn thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước phát biểu chúc mừng buổi họp mặt phó bí thư thường trực tỉnh ủy nguyễn hoàng thao bày tỏ sự tri ân những cống hiến của các đồng chí trong ban liên lạc đơn vị c 10 mong muốn các đồng chí luôn mạnh khỏe tiếp tục là tấm gương sáng về tình yêu nước cho các thế hệ trẻ noi theo